Chào các bạn, hôm nay Plus 24 giờ sẽ hướng dẫn các bạn kết bạn theo UID hay là kết bạn theo gợi ý của Facebook sử dụng App Plus Chrome ở trên phần mềm App Plus. Với tính năng này thì các bạn sẽ không cần phải sử dụng cookie là token giúp bạn hạn chế tình trạng bị checkpoint ở trên tài khoản Facebook của mình. Phải đầu tiên các bạn mở phần mềm lên, click vào trong tab App Plus Chrome, nhấn chọn mục kết bạn theo UID và gợi ý. Phải đầu tiên thì các bạn có thể thêm các tài khoản mà bạn muốn tham gia vào quá trình kết bạn theo UID và kết bạn ở trên gợi ý Facebook. Các bạn vào trong mục quản lý tài khoản Facebook ở đây. Trong phần danh sách tài khoản thì các bạn có thể thêm tài khoản của mình bằng cách nhập mỗi dòng một định dạng user sọc đứng path hoặc định dạng user sọc đứng path sọc đứng 2 FA key. Hoặc nếu bạn muốn sử dụng cookie tham gia vào quá trình đăng nhập này thì các bạn có thể nhập mỗi dòng một cookie hoặc mỗi dòng một định dạng user sọc đứng path sọc đứng cookie sọc đứng token. Nhấn chọn Login Chrome để có thể tiến hành login thông qua tab Chrome ở trên phần mềm. Đồng thời thì các bạn có thể lựa chọn số luồng hay có nghĩa là số tài khoản cùng login về nhau. Danh sách tài khoản được thêm sẽ thực hiện ở phía dưới đây. Trong phần kết bạn theo UID và gợi ý thì các bạn có thể click vào mục tất cả để lựa chọn tất cả những tài khoản đã được bạn thêm ở trong phần quản lý tài khoản Facebook tham gia vào quá trình kết bạn này. Hoặc bạn có thể lựa chọn từng tài khoản mà các bạn muốn bằng cách click vào mục chọn tài khoản và nhấn chọn các tài khoản mà bạn muốn tham gia vào quá trình kết bạn. Đây chính là hai tài khoản mà mình vừa thêm thành công. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn đi thiết lập các thông tin để có thể tiến hành kết bạn theo UID hay là kết bạn trên gợi ý của Facebook. Nếu bạn muốn kết bạn theo gợi ý ở trên Facebook thì các bạn tích vào mục kết bạn theo gợi ý. Còn nếu bạn muốn kết bạn theo UID thì các bạn tích vào mục kết bạn theo UID và nhập UID mà bạn muốn kết bạn vào trong ô trống ở phía dưới. Và các bạn chú ý là mỗi UID thì mình để vào một dòng khác nhau. Và số lượng UID này sẽ được chia đều cho số lượng account mà bạn đã thêm ở trong cột tài khoản đây. Còn nếu bạn muốn kết bạn một account với một file UID thì bạn tích chọn vào tài khoản mà các bạn muốn. Click vào mục chọn file để chọn và tải file chứa UID mà bạn muốn tài khoản trên kết bạn lên trên phần mềm App Plus. Và tài khoản mà các bạn vừa chọn sẽ kết bạn hết với tất cả những UID ở trong file này. Tiếp theo thì các bạn có thể đi tiến hành like, comment, tương tác với những người mà các bạn vừa gửi lời mời kết bạn. Đó là tích chọn để like avatar của người này hay là comment, like vào các bài post của những người này. Các bạn có thể nhập nội dung comment vào trong ô trống nội dung comment ở bên cạnh. Bên cạnh đó thì các bạn có thể check các điều kiện để lọc bạn bè theo file UID hay là theo gợi ý của Facebook để kết bạn, như là check giới tính, check số lượng bạn bè của người này, check ngôn ngữ, địa chỉ, avatar hay là số lượng bạn chung. Các bạn có thể nhập thêm token để có thể hỗ trợ các bạn check các thông tin này bằng cách login vào trong tài khoản Facebook để lấy được token của các tài khoản Facebook này. Số token muốn chạy song song thì các bạn nên để là 4. Và nếu sử dụng từ 5 tài khoản Facebook trở lên thì các bạn nên sử dụng DCOM để có thể tiến hành kết bạn liên tục và đổi IP bằng DCOM, tránh tình trạng checkpoint tài khoản Facebook của mình. Trong phần danh sách tài khoản ở đây thì các bạn có thể tích chọn hoặc bỏ chọn để lựa chọn các tài khoản sẽ tham gia vào quá trình kết bạn theo UID hay là kết bạn theo gợi ý ở trên Facebook. Thời gian delay thì các bạn nên để từ 200 đến 300 giây. Số lượng limit trên một account ở đây chính là số lượng bạn bè giới hạn cho một tài khoản có thể kết bạn. Ví dụ mình sẽ để ở đây là 5. Khi đã hoàn tất các thông tin trên, bạn click vào trong ô bắt đầu để có thể bắt đầu tiến hành kết bạn theo UID hay là gợi ý sử dụng App Plus Chrome ở trên phần mềm App Plus. Đang tiến hành login Facebook ở trên Chrome và kết bạn theo UID hay là gợi ý ở trên Facebook của mình. Lúc
login thành công vào trong tài khoản Facebook của mình. Đây chính là danh sách bạn bè gợi ý mà Facebook đã gợi ý cho mình. Tiến hành gửi lời mời kết bạn hoàn tất thì các bạn có thể kiểm tra lại ở trong ô trống lịch sử. Đã hiện ra UID của người mà mình vừa gửi lời mời kết bạn thành công. Trạng thái đó là like, tài khoản Facebook còn sống và đã gửi thành công 1/1. Đang đợi thời gian để gửi lời mời kết bạn tiếp theo. Đã kết bạn 1/5 người, đó là số lượng limit mà mình đã thiết lập. Bằng việc thiết lập kết bạn theo UID và gợi ý sử dụng Applet Chrome thì sẽ giúp các bạn có thể kết bạn cùng lúc cho nhiều tài khoản Facebook mà bạn muốn, hỗ trợ đạt full 5.000 bạn và giảm tình trạng checkpoint ở trên tài khoản Facebook của mình.